Chào các bạn, hôm nay mình lại tham khảo thêm một mẫu mặt nạ mới, một cái mới về cho tháng này. Chúng ta tiến gần lại để xem cái vân đá. Vân đá phối tông màu nâu. Đây là một cái mặt đá này là như một bức tranh trừu tượng, rất là sạch sẽ. Phần khung bàn từ gỗ cao su đặc tự nhiên. Ghế ăn cũng kết cấu từ gỗ đặc. Trọng lượng của ghế là rất là nặng tay nha. Phần lưng ghế được thiết kế với những đường sọc nhuyễn song song, rất là đẹp. Đơn giản nhưng mà mình sử dụng như vậy thì với một cái thời gian lâu dài nó không có bị lỗi thời lỗi mốt. Với cái mẫu bàn này kích thước 1m6 và 90 thì nếu như mà chúng ta sử dụng mỗi bên hai ghế cũng được. Và nếu như chúng ta không thích sắp xếp hai đầu, nếu mà không gian bế của chúng ta sợ chật hết thì chúng ta cũng có thể để mỗi bên ba ghế nha. Và kích thước này chứa được mỗi bên 6 ghế. Chúng ta có thể thay đổi lại cái phần bố cục cho cái không gian nó rộng rãi hơn. Tùy theo cái diện tích của không gian bếp của bạn, các bạn sắp xếp lại cái bố cục